Xin được mến chào tất cả quý vị và các bạn, và quý vị cũng đang đến với chương trình Trò chuyện cùng chuyên gia. Thưa quý vị, chương trình do kênh truyền thông tư vấn sức khỏe Alo Bác sĩ thực hiện và được phát sóng trên các nền tảng của Alo Bác sĩ. Quý vị thân mến, bệnh trĩ là một trong những căn bệnh phổ biến nhất vùng hậu môn trực tràng, là chứng bệnh khó nói cho nên đã đâm ra tâm lý ngại. Một số bệnh nhân chúng ta không đi khám, một số trường hợp để lâu thì rơi vào giai đoạn muộn và cái vấn đề điều trị đạt hiệu quả sẽ không cao. Để hiểu rõ hơn về bệnh lý này, ngày hôm nay chúng tôi có thực hiện chủ đề với tên gọi là cách điều trị bệnh trĩ tại nhà không cần dùng thuốc. Và vị chuyên gia sẽ đồng hành cùng với chúng ta trong số phát sóng ngày hôm nay. Thanh Ráp xin trân trọng giới thiệu có sự góp mặt của thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Kinh Thành, đang công tác tại khoa nội tiêu hóa của Bệnh viện Nhân dân 115, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, xin được kính chào bác sĩ Thành. Xin chào em, xin chào quý vị khán giả của Alo Bác sĩ. Thưa bác sĩ Thành, khi mà xuất hiện cục thịt từ hậu môn là một cái vấn đề thường gặp ở nhiều người. Xin hỏi bác sĩ, đây là cái triệu chứng cảnh báo của những cái nhóm bệnh lý như thế nào ạ? Cái vùng hậu môn trực tràng là cái vùng nó rất là nhạy cảm, rất là khó nói. Thành ra là khi mình có bất kỳ một cái triệu chứng hay là một cái bất thường gì ở cái vùng này thì đa phần là mình tự tìm hiểu rồi mình âm thầm mình chữa trước. Đến khi mà nó không có cải thiện được hoặc là nó có những cái triệu chứng khó chịu, lúc đó thì mình mới đi gặp các cái thầy thuốc. Ở cái nhóm bệnh ở vùng hậu môn trực tràng thì nó có một số các cái nhóm bệnh mà nó lây truyền qua đường tình dục cũng có thể xảy ra ở cái vùng hậu môn trực tràng. Thành ra là khi mà xuất hiện một bất kỳ một cái cục thịt dư hay là một cái vấn đề gì nổi gồ lên bề mặt da ở cái vùng hậu môn trực tràng là mình nên đi khám. Bởi vì bên cạnh một số những cái nhóm bệnh lành tính, thí dụ như có thể nó chỉ là một cái cục da thừa thôi, nhưng mà mình cũng cần phải được đi khám để mình khẳng định là nó là bình thường hay là nó là bất thường. Và một số những cái trường hợp thì nó là những cái tổn thương mà do cái hệ thống tĩnh mạch ở trong cái trực tràng nó bị giãn quá mức, nó tạo thành những cái búi và nó xa ra ngoài. Người ta gọi đó là cái nhóm bệnh lý về trĩ. Một số những cái tổn thương khác, thí dụ như là nó có những cái cục thịt mà nó mọc thành từng đám ở cái vùng hậu môn trực tràng, đặc biệt là nó có thể ngứa và nó có thể rỉ dịch, thì đây là những cái nhóm bệnh liên quan đến bệnh da liễu, mà một trong những cái bệnh mà người ta rất là sợ đó là bệnh sùi màu gà. Đó là một số những cái tổn thương mà dạng nhú hoặc là dạng cục mà nó nổi xung quanh cái hậu môn là chúng ta cần phải quan tâm. Thưa bác sĩ, vậy thì đâu là cái nguyên nhân gây ra bệnh trĩ? Và nhiều người họ cũng cho rằng là đối với nhân viên văn phòng, cái đối tượng mà ngồi nhiều thì là một cái nhóm đối tượng lớn có cái nguy cơ mắc phải bệnh trĩ. Liệu rằng cái vấn đề ngồi nhiều ở đây có phải là một cái nhóm nguyên nhân hay không, thưa bác sĩ Thành? Tất cả chúng ta khi sinh ra thì ở cái vùng hậu môn trực tràng nó đều có một cái hệ thống tĩnh mạch. Và cái hệ thống tĩnh mạch này nó khác với những cái chỗ khác, là mặc dầu người ta kêu nó là hệ thống tĩnh mạch trĩ, nhưng khi nó có bị tổn thương, nó bị chảy máu, chúng ta thấy nó đi cầu, nó ra một cái lượng máu đỏ tươi, chứ nó không phải là một cái lượng máu đỏ bầm hay đỏ sẫm của hệ thống tĩnh mạch. Bởi vì sao? Bởi cái vùng này nó có cái hệ thống tĩnh mạch này, nó là một cái hệ thống mà nó bao gồm cả các cái tiểu động mạch tĩnh mạch nó thông nối với nhau, và như vậy cái nồng độ oxy ở trong cái vùng này nó sẽ nhiều hơn. Cho nên khi mà mình nó có tổn thương thì nó là một cái hệ thống nó chảy máu, nó là máu đỏ tươi chứ nó không phải là máu đỏ sẫm. Và người nào trong chúng ta từ nam đến nữ đều có cái hệ thống tĩnh mạch trĩ này cả. Và cái hệ thống tĩnh mạch trĩ này nó được phân biệt bởi một cái đường người ta gọi là trên hình ảnh học y khoa, hay gọi là cái chỗ của cái vùng hậu môn trực tràng, để người ta phân chia là nó cái hệ thống tĩnh mạch trĩ nếu nó nằm dưới cái đường lược hay nó nằm phía ngoài thì người ta gọi nó là trĩ ngoại. Còn nếu mà nó nằm trên cái đó người ta gọi nó là trĩ nội. Thì bất kỳ một cái yếu tố hoặc một cái nguyên nhân nào nó làm cho cái áp lực tĩnh mạch của cái hệ thống vùng này nó gia tăng quá mức, và nó sẽ làm cho các cái hệ thống tĩnh mạch trĩ này nó sẽ giãn và nó ứ trệ, nó gây thành những cái búi, và những cái búi này có thể nó sẽ xa ra ngoài, thì người ta gọi đây là cái bắt đầu cái nhóm bệnh trĩ. Vậy thì đối với căn bệnh trĩ thì liệu rằng được phân loại ra sao và có bao nhiêu mức độ, thưa bác sĩ Thành? Trong thực tế lâm sàng thì để mà chuẩn đoán bệnh trĩ thì người ta phải dựa vào triệu chứng của người bệnh và kết hợp với thăm khám lâm sàng, thì trĩ người ta phân độ nó được thành 4 độ. Ở đây mình đang nói là trĩ nội ha. Còn trĩ ngoại thì nãy mình đã phân biệt giữa trĩ nội và trĩ ngoại rồi, thì còn cái phần trĩ nội thì người ta chia nó làm 4 độ. Thì
Thì độ 1 đó là gì? Đó là những cái búa chỉ nó còn nằm ở trên cái vị trí của nó mà nó chưa có xa ra ngoài. À, còn độ 2 có nghĩa là khi nó xuất hiện những cái búa chỉ, nhưng mà khi mình đi vệ sinh á, mình có thể là mình một cái phản xạ rặn á, thì cái búa chỉ này nó có thể lòi ra và sau đó nó có thể tự chạy lên được khi mình không có đi vệ sinh nữa. À, còn cái độ 3 có nghĩa là khi mà cái búa chỉ này nó xa ra ngoài rồi, nhưng mà mình cần phải sử dụng một cái công cụ, ví dụ mình có thể là dùng tay mình đẩy nhẹ cái búa chỉ này nó chạy vào được, thì nó gọi là độ 3. Còn có một cái trường hợp là búa chỉ nó xa, nó nằm ngoài hoàn toàn và mình không có đẩy vào được nữa, thì nó trở thành độ đó gọi là độ 4. Với bác sĩ Thành vừa có liệt kê rất là cụ thể, đó chính là đối với hai loại là trĩ nội và trĩ ngoại và có bốn mức độ như vậy, thì trường hợp nào thì chúng ta bắt buộc phải điều trị và trường hợp nào thì có thể chúng ta chăm sóc và thay đổi cái thói quen mà khắc phục, thưa bác sĩ? Độ 1, độ 2, độ 3, độ 4 là mỗi một cái phân độ trĩ dựa trên lâm sàng. Tuy nhiên cái đối với những trường hợp bệnh nhân bị từ độ 3 cho đến độ 4 thì nó thường xuyên nó có những cái triệu chứng khó chịu. Và cái chỉ định can thiệp nội ngoại khoa ở cái nhóm độ 3, độ 4 thì cần thiết. Còn trong trường hợp, một số trường hợp độ 1, độ 2, nhưng mà nó một số các cái triệu chứng nó có thể xảy ra, ví dụ nó có thể chảy máu, nó có thể đau, vân vân. Tuy nhiên thì những cái trường hợp này thì người ta cân nhắc mình sẽ điều trị nội khoa, hoặc là mình có những cái biện pháp để mình giảm đi các cái yếu tố nguy cơ để mình tránh nó xuất hiện những cái triệu chứng. Thì lúc đó mình sẽ hướng dẫn để cho người bệnh sống hòa bình chung với những cái giai đoạn này. Dạ, cái cụm từ sống hòa bình với giai đoạn này thì chúng ta hiểu như thế nào một cách cụ thể, thưa bác sĩ Thành, về cái cách chúng ta sinh hoạt và chăm sóc nó như thế nào, thưa bác sĩ? Đối với những cái bệnh nhân mà có những cái biểu hiện bị bệnh trĩ, thí dụ như là mình đi vệ sinh nó có thể là ra một cái ít máu tươi. Thường á thì trong một số trường hợp cái lượng máu này nó ra không có quá nhiều, có thể là sau khi mình sử dụng giấy vệ sinh mình thấy là nó thấm vào giấy vệ sinh, vân vân. Tuy nhiên đối với một số trường hợp nặng hơn thì cái búa chỉ nó xé bự và nó sẽ chảy máu thành tia, hay còn gọi là mình sẽ thấy đi gọi là nhỏ giọt sau phân. Những cái nhóm bệnh nhân mà bị bệnh chỉ mà nó có cái biến chứng này, người ta gọi là biến chứng chảy máu á, thì thông thường để phân biệt với những cái nguyên nhân chảy máu khác thì chúng ta để ý là khi chúng ta đi vệ sinh xong, phân nó ra trước, bình thường mình sẽ phân nó sẽ ra nó có màu nâu hoặc và là màu vàng nhạt, rồi sau khi phân ra xong thì mình sẽ thấy máu nó nhỏ giọt sau phân. Thì đó là cái biểu hiện của cái một trường hợp là cái bị chỉ mà nó bị biến chứng chảy máu, hoặc là trên cái nền là nó bị nứt kẽ hậu môn đi kèm. Còn đối với một số những cái trường hợp mà không phải biến chứng chảy máu mà cái búa chỉ nó bị xa ra, nó lòi ra ngoài, nhưng trong số trường hợp nó không có một cái biểu hiện thuyên tắc gì hết, thì cái búa chỉ này nó hoàn toàn không đau, xa ra ngoài xong nó có thể tự động nó đi vào, hoặc mình có thể dùng tay đẩy nhẹ nó đi vào. Trong một số trường hợp cái búa chỉ này nó bị thuyên tắc, có nghĩa là nó sẽ có một số các cái mạch máu nó bị tắc và nó ứ cái cục máu đông và nó làm cho người bệnh cảm giác đau rất là dữ dội và đau xung quanh cái búa chỉ rất là nhiều. Và một số trường hợp người bệnh sẽ cảm thấy ngứa ngáy khó chịu ở những cái vùng xung quanh hậu môn. Làm thế nào để mà hạn chế những cái trường hợp này, hoặc là mình khi mình phát hiện nó thì mình sẽ xử lý như thế nào để mà mình sống hòa bình, hoặc là khi nào mình đi gặp đến thầy thuốc để có những cái can thiệp y khoa thích hợp. Thì đối với một số những cái trường hợp chảy máu nhẹ nó có thể tự cầm, một số trường hợp búa chỉ nó xa ra mà nó hơi đau, nó có thể là nó sưng nó đau nhẹ, thì nếu mà mình chưa có điều kiện để mà mình đi gặp thầy thuốc, thì một trong những cách mình có thể làm giảm viêm, giảm đau tại chỗ đó là gì? Là mình nên pha một cái nước, một cái chậu nước ấm, và mình bỏ vào đó một tí xíu muối và phèn, rồi mình ngâm cái búa chỉ giống như mình tắm trong bồn, mình ngồi mình ngâm thì khoảng 15 đến 30 phút. Với tác dụng của cái nước ấm cộng với cái muối với phèn đó, nó làm cho cái búa chỉ nó bớt viêm, nó bớt phù nề và nó sẽ bớt đau. Đó là cái cách xử lý đơn giản tại nhà để mà mình sống chung. Rồi khi đó mình đi khám với người thầy thuốc để mình được xác định chính xác, và từ đó mình sẽ có những cái nhóm thuốc để mà điều trị dự phòng, bằng cách là nó sẽ làm cho cái hệ thống tĩnh mạch chỉ này nó được không có bị sưng quá mức, và nó làm giảm viêm, giảm đau,
và nó nằm co lại cái búi trĩ, nó có thể là nó teo nhỏ lại. Dạ, thật sự thì một số người mắc bệnh trĩ thì đôi khi chúng ta cũng chia sẻ với họ rất là nhiều. Khi mà mắc phải căn bệnh này thì cái vấn đề ngồi rồi đi đứng rồi sinh hoạt lao động nó rất là khó chịu. Vậy thì trong cái trường hợp này làm thế nào để mà họ có thể cải thiện được cái tình trạng này thưa bác sĩ? Một số những cái trường hợp mà trĩ nó độ 3, độ 4 có nghĩa là trĩ nó xa ra ngoài. Dạ. Nó tạo thành những cái trĩ vòng và nó sẽ xung huyết, nó rất là đau. Và thậm chí là mình ngồi xổm, mình không dám ngồi bình thường. Yeah. Mà mình phải ngồi xổm hoặc là mình đi lại thì nó rất là đau. Thì đây là một số các cái biến chứng nặng của cái bệnh trĩ. Thì với những cái trường hợp này thì bắt buộc người bệnh phải đi gặp người thầy thuốc, sử dụng một số các cái thuốc để mà điều trị làm giảm viêm, giảm đau. Đối với tất cả những cái nhóm bệnh nhân mà bị bệnh trĩ thì một trong những cái khuyến cáo là gì? Khi mình có biểu hiện nghi ngờ bệnh trĩ hoặc là có những cái bệnh trĩ thì tốt nhất là mình không được để bị táo bón. Nếu mà mình bị táo bón á, thì khi mà mình đi vệ sinh á, thì cái cơ hậu môn á, nó mở ra và cái cục phân nó quá lớn, nó sẽ ảnh hưởng vào cái hệ thống tĩnh mạch trĩ này và nó sẽ làm đau hoặc làm rách búi trĩ và nó sẽ gây chảy máu. Khi mà những cái nhóm người mà bị bệnh trĩ hoặc là biết bị bệnh trĩ thì một trong những cách mình khi đi vệ sinh là mình để cho cái nhu động ruột nó bóp, nó đẩy phân một cách tự nhiên, nhẹ nhàng, mình hạn chế mình đi gấp. Có nghĩa là một số bệnh nhân khi mà mắc vệ sinh á, thông thường để giải quyết những cái việc gì đó thì đi vào cố gắng phân nó chưa kịp xuống đến thì mình rặn mạnh quá. Thì lúc đó cái cơ hậu môn nó mở ra đột ngột và lúc đó nó sẽ xé rách cái búi trĩ xung quanh và lúc đó nó sẽ gây chảy máu rất là nhiều. Thì đó là những cái khuyến cáo là đối với những cái người bị bệnh trĩ thì cái thói quen là không có nên là những cái thói quen như vậy. Và một cái nữa là khi mình đi vệ sinh mình không nên có cái thói quen là mình ngồi lâu và mình ngồi xổm, mình ngồi lâu mà mình phải đọc báo hoặc mình lướt TikTok, Facebook gì đó thì vô tình cái áp lực trong ổ bụng nó sẽ gia tăng và như vậy thì cái trĩ nó sẽ khó cải thiện hơn. Còn ở những cái nhóm bệnh nhân mà văn phòng á, mình có phải làm việc nhiều, mình phải ngồi nhiều hoặc mình đứng nhiều thì khuyến cáo là mỗi 2-3 tiếng thì mình nên đứng dậy, mình sẽ thay đổi để mình tránh cái hiện tượng mà mình phải ngồi liên tục để nó tạo cái áp lực ổ bụng, nó sẽ dễ dẫn đến hình thành cái trĩ hơn. Thưa bác sĩ, với người bệnh trĩ mà chưa cần phải điều trị thì trong cái chế độ ăn uống của họ, họ nên hạn chế ăn gì và nên ăn những gì thưa bác sĩ? Với những bệnh nhân mà có nguy cơ mắc bệnh trĩ hoặc đã mắc bệnh trĩ thì khuyến cáo là một cái chế độ ăn, thứ nhất là phải đầy đủ các cái chất xơ để nó giúp cho mình không bị táo bón. Cái thứ hai nữa là phải uống nước đủ. Uống nước đủ để tránh bị táo bón, đặc biệt là mình có thể hạn chế sử dụng những cái chất mà nó kích thích, thí dụ như uống rượu bia. Khi chúng ta uống rượu bia quá mức, có thể là ngày hôm sau một cái búi trĩ từ độ 1 nó có thể xa xuống độ 4. Đó là những cái việc mà những người có nguy cơ mắc bệnh trĩ thì nên xem xét và cân nhắc. Thưa bác sĩ, theo Trần Rắp ghi nhận thì trên thị trường hiện nay thì họ quảng cáo rất là nhiều những cái thuốc mà họ cho là chữa hết bệnh trĩ, như là thuốc bôi rồi thuốc đặc, thuốc uống. Vậy thì những cái loại thuốc này nó có công dụng như là họ quảng cáo hay không thưa bác sĩ Thành? Thực ra thì chúng ta biết là cái phương pháp điều trị trĩ thì nó cũng có hai cái phương pháp là mình điều trị nội khoa hoặc là mình điều trị ngoại khoa. Thì trong một số trường hợp trước khi mình điều trị ngoại khoa mình vẫn có những cái chỉ định điều trị nội khoa. Thì cái thuốc để mà điều trị nội khoa mục đích nó là thứ nhất là nó làm giảm cái lưu lượng máu đến trĩ, nó làm giảm xung huyết cái búi trĩ, đồng thời nó làm giảm viêm, giảm sưng, giảm phù nề và nó từ đó nó sẽ giảm đau và nó hạn chế chảy máu. Trên thị trường hiện nay thì nó có hai cái nhóm thuốc chính đã được công nhận để điều trị bệnh trĩ. Thì trong thành phần của nó thì nó có cái diosmin là cái thành phần chính. Trong một số cái thuốc mà thuốc đặc hoặc là thuốc bôi dạng bomat thì nó có thêm một ít kháng viêm hoặc là một số thuốc giảm đau, đặc biệt là nó có lidocaine. Thì trong một số trường hợp mình bị những cái cơn trĩ cấp hoặc là những cái búi trĩ nó quá đau thì mình có thể kết hợp vừa uống lẫn vừa thoa thuốc hoặc là đặt thuốc. Tuy nhiên những cái thuốc này thì nó cần phải được kê đơn bởi một bác sĩ chuyên khoa, có thể là bác sĩ tiêu hóa, bác sĩ ngoại tiêu hóa hoặc là bác sĩ chuyên khoa về hậu môn trực tràng.
Tuy nhiên còn một số những các cái thuốc mà được rao bán ở trên thị trường thì mình trước khi mình sử dụng thì mình phải cân nhắc, bởi vì rất là khó kiểm soát là trong các thuốc đó nó có những cái thành phần gì và nó có đảm bảo là nó sẽ chất lượng hay không, nó có an toàn hay không khi mình sử dụng. Dạ. Thưa bác sĩ Thành, với cái cuộc sống hiện đại như ngày nay thì hầu như là làm tăng cái nguy cơ mắc bệnh trĩ thì chúng ta phải phòng ngừa căn bệnh này như thế nào ạ? Để phòng ngừa cái nhóm bệnh trĩ thì nó có một số cái tốt nhất là mình hạn chế để bị táo bón. Dạ. Mà muốn hạn chế được táo bón thì mình phải uống nước đủ. Một đối với người lớn thì mình cố gắng duy trì lượng nước tối thiểu từ 1,5 cho đến 2 lít một ngày. Và trong khẩu phần ăn thì đảm bảo đầy đủ các cái chất xơ để nó giúp cho cái sự lưu thông của cái đường tiêu hóa cũng nó dễ dàng. Đối với những cái nhóm bệnh nhân mà có nguy cơ bị bệnh trĩ, thí dụ như bị thừa cân béo phì, thì chúng ta phải cố gắng kiểm soát, tập luyện để giúp cho có một cái thân hình khỏe mạnh, tránh để thừa cân béo phì, thì nó cũng góp phần vào cái dự phòng được cái nhóm bệnh này. Còn một số nhóm bệnh nhân mà có nguy cơ khác vì tính chất công việc, thí dụ như cái công việc của mình là làm công nhân hoặc là làm văn phòng, mình phải ngồi lâu, đứng lâu như là thợ may vân vân đó, thì mình cố gắng cứ mỗi 3 tiếng mình làm việc thì mình phải vận động, mình phải thay đổi cái tư thế ít nhất là 15 đến 30 phút để nó làm cho cái sự lưu thông của cái hệ thống tĩnh mạch ở cái vùng hậu môn trực tràng nó được không có ứ trệ, để nó tránh cái hiện tượng mà nó sẽ tạo thành bệnh trĩ. Một đặc điểm nữa là những cái nhóm bệnh nhân mà có nguy cơ bị bệnh trĩ nữa, đó là những cái nhóm mà bệnh nhân phụ nữ mang thai. Yeah. Thì trong quá trình mang thai thì cái tuần hoàn của thai nó sẽ có một cái sự thay đổi và nó sẽ chèn ép, cho nên phụ nữ mà khi mang thai thì cũng rất là dễ bị bệnh trĩ. Dự phòng cái bệnh trĩ thì nó còn một cái nguyên nhân là một số những cái trường hợp bất thường, do nó có bất thường ở những cái khối u ở cái vùng mà tầng sinh môn, cái vùng hậu môn trực tràng, nó đè ép, nó có thể là nó gây cái bệnh trĩ. Thì trong một số trường hợp nếu nó có những cái triệu chứng bất thường ở cái vùng này, mình phải đi thăm khám để chẩn đoán loại trừ và để tìm được cái nguyên nhân để xử lý, thì lúc đó nó sẽ dự phòng được cái bệnh trĩ. Dạ, xin trân trọng cảm ơn những thông tin chia sẻ của bác sĩ Thành trong số phát sóng ngày hôm nay. Mình chúc bác sĩ thật nhiều sức khỏe ạ. Xin cảm ơn. Thưa quý vị, và thời lượng dành cho chương trình đến đây cũng đã khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những số phát sóng lần sau. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.